Xếp cho đẹp rồi. Đó, xếp cho đẹp không? Rồi em chào mấy chị đẹp nha. Chị đang xem live cho mấy chị sĩ live mấy chị đẹp nha. Cố gắng cắm màn em. Đây. Cố gắng cắm màn mấy chị nha. Em chào chị Hồng Nhạn này. Rồi mấy chị vào đông đông em làm mẫu nè. Rồi chia sẻ like cho em nha. Rồi chị đang xem like cho mấy chị sẻ like mấy chị nhân và cố gắng chấm màn em nha. Mấy chai này luôn, đi gắn hết này. Rồi em lên ai lên quần mấy chị nha. Một lóc mà nó là gần 10 cái như này em. Lóc này 10 cái cho em nha. Đủ hình nha, quần dài cho bé mình. Quần đây quần là quỷ rồi, quần mông thú cho em nha. Size của bé từ 10 kg nha. À, có chị, đồ dài biết cho em kêu mấy bộ hàng xương bên tải hết rồi nha. Hàng xương đồ lạnh á. Rồi cái này có size bé từ 10 kg tới 14 kg nha. Đây là quần mông thú cho em. Quần dài mông thú cho em nha. Tặng luôn một set cho mấy chị luôn em. Đây để em bung cho mấy chị coi này. 10 kg tới 14 kg em nha. Đây, quần dài mông thú cho em 14 kg 15 kg. 10 kg 15 kg em nha. Đẹp lắm, phần mông thú. Bé gái bé trai giùm em nha. Phần mông thú hay trai gái mình được hết cho em. Rồi lên mã quần mấy chị em bán nguyên chục giùm em hết một cây của nó là này. Đây, em ít lắm em còn ít không nha. Rồi cái này em tặng thôi. Đầu like nha. 10 kg tới 15 kg em. 10 cái quần này em tặng mấy chị với giá nhiêu nè, em tặng luôn. Mấy chị cố gắng là chia sẻ like cho em nha. Rồi, này size bé 10 kg cho tới là 15 kg em. 10 cái quần này em tặng mấy chị với giá bao nhiêu nè? 10 cái quần là tới 100 mấy đúng không? 10 cái quần này tới 100 mấy chục ngàn luôn á. Rồi cái này em tặng mấy chị với giá bao nhiêu ta? 49k mẹ mày. 10 cái quần 49 nha. Rẻ chưa? Rồi em còn mấy set thôi, còn 3 set, 4 set gì đó. Rồi 49k 10 quần cho em tặng luôn, 49k 10 quần. 100 mấy chục ngàn một quần, một set của nó là 10 cái là 120 sao ạ? 101, 120 vậy đó. Đây nha. 10 cái 15 cái nha. Rồi lên mã quần mông thú nè, quần dài cho em nha. 10 cái quần này 49k đầu like, chia sẻ like bằng tay cho mấy chị ạ. Cố gắng chia sẻ like cho em tặng nha. Em tặng được 3-4 set nha. Rồi 49k em, anh Đạt chưa chia sẻ like chị đẹp ơi. Cố gắng là chia sẻ like hàng này. 49k là chia sẻ like em. 10 cái cho tới là 15 cái cho em nha. Quần mông thú 10 cái có 49 ngàn thôi mấy chị nha. 10 cái quần mông thú 49k em, cha gắn mẹ được hết cho em. Rồi lên mã chốt cho. 10 cái quần cho em 49 ngàn cho em, cha gắn mẹ được hết cho em nha. Đấy. 10 cái quần 49k em, đây 16 kg em có size này. Đấy 16 kg nha. Cố gắng là chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. 49k 10 cái quần. 49.000 nha. Một lắc của nó là gồm 10 cái em tặng luôn. Chơi lớn mấy chị em nha. 10 cái 49k em, bana chia sẻ được có một lần em ơi. Cố gắng chia sẻ thêm nha. Hồng Nhàn chia sẻ được một lần. Rồi Sumi Thanh chia sẻ được có một lần, Nhân Nguyên chia sẻ được một lần, Anh Đà chia sẻ được một lần. Mấy chị cố gắng chia sẻ thêm giùm em nha. 49k 10 cái quần giùm em. 10 cái quần này 49k nha. 10 cái quần bông thú cho bé mình 49k. Em có size bé 10 kg tới 16 kg cho em nha. 10 kg tới 16 kg em, 10 cái quần này 49k mấy chị kiếm không ra hàng đâu. Hàng em tặng đầu like. Rồi cố gắng chia sẻ like nhiệt tình rồi bắt đầu chốt đơn nha. Em lên nhanh mấy chị nha. Rồi lên nhanh ra xong em lên mẫu khác. 10 quần 49k giùm em. Đấy. Một bì của nó là gồm 10 cái giùm em. Ồ 10 cái 49k là lỗ luôn đó mấy chị nha. Đấy, 49k em. Đây một chiếc của nó 10 cái này. Xịn sò em chưa? Tặng luôn một lóc luôn 10 cái là có 49.000 vậy em. 10 kg đến 16 kg cho em nha. 10 đến 16 kg. Rồi 49.000 bán đầm chốt nha. Mấy chị kèm theo số ký liễu ngập bao nhiêu ký cho em nha. Liễu ngập bao nhiêu ký cho em nha. 49k 10 cái quần cho em, chia sẻ like chút đơn cho em nha. Trời ơi, ok liễu ngập này ha, liễu ngập được chia sẻ được 11 lần. Liễu ngập bao nhiêu ký nè. Rồi, gái trai mặc được hết chị đẹp ơi. Cái này không bị gái trai khánh trang chưa chia sẻ like em từ từ. Rồi em chốt chị Liễu Ngọc bao nhiêu ký nhá. Liễu Ngọc cho em ba nè. Rồi Nhân Quy. Rồi mấy chị chia sẻ like cho em nha. Rồi ok 10 ký Liễu Ngọc 10 ký em. 10 ký nha mấy chị em, 10 ký tới 16 ký em. 10 cái quần có 49.000, rẻ giảm nè. Quần mong thú mấy chị nha. Rồi lên mã quần em chốt luôn lô đây đi chị đi. Còn mấy lô chốt luôn. 10 cái 49.000 nha. Rồi ok chị đẹp nha. Chị Kim Trà chia sẻ like cho em chút đơn chị đẹp. 10 quần 49k em.
10 cái quần 49k em buồn mông khối em mấy chị nha, 10 cái 16 cái em. Cố gắng là chia sẻ em 2 3 lần cho em mấy chị nha. Ở đây này, anh Đài chia sẻ được 2 lần này. Cánh Trang chia sẻ được có 1 lần em ơi, cố gắng chia sẻ thêm cho chị đi. À, chị nhà Thúy Hằng chia sẻ được 4 lần, ok chúc Thúy Hằng nha. Rồi ok chị đẹp nha. Chia sẻ like giùm em một chút đơn được mấy chị đẹp nha. Cố gắng chia sẻ like cho em. Rồi để em bấm ra nè. Thúy Hằng em, Thúy Hằng đi. Rồi hết rồi mấy chị đẹp nha, có mấy cá thôi. Chia sẻ like được chút đơn giùm em mấy chị. Cố gắng chia sẻ like chút đơn nha. À quần đùi nữa nè. Đây. À Mitsu chưa chia sẻ like, em Hồng Châu chưa chia sẻ like được chút. Đây quần đùi bé gái nha, em có quần đùi bé gái luôn á. Rồi 10 cái quần năm 49.000, 10 cái tới 16 cái nha, quần bé gái quần đùi cho em. Comment mã đùi nha, đùi bé gái còn mấy lớp này, quần bé gái nha. Đây. Rồi lên mã quần đùi bé gái cho mấy chị ạ. Quần đùi bé gái cho em. 10 cái quần này 49k tặng luôn. 10 cái quần 49k nha. Rồi lên mã quần đùi em chốt cho, quần đùi cho em nha. 10 cái 49.000 cho em. Rồi lên mã quần đùi bé gái. Bé gái còn quần đùi nha. Bé gái còn quần đùi 10 kg tới 16 kg nha. Rồi lên quần bé gái em chốt cho 10 cái quần 49.000. Trời rẻ béo trời luôn. 49.000. Chia sẻ like rồi chút đơn giùm em mấy chị nha. Hàng lên tặng đầu like 49.000 cho em. Đây, quần đùi mấy chị nha. Đấy, một lóc của nó là gồm 10 cái này cho em. Đấy, một lóc của mấy chị nha. Rồi mấy chị cứ comment cho em chốt cho. Rồi em hết nha mấy chị nha. Chị đã comment trước em chốt đơn nha. Comment trước em chốt. Rồi tiếp tục em làm mẫu nè. Rồi ok mấy chị nha. Rồi cứ comment em chốt cho. Chị đã comment trước phòng xa em chốt đi nha. Rồi nhân viên em vẫn chốt bình thường nha. Em không đọc tên nhưng mà nhân viên em vẫn chốt bình thường như mấy chị đẹp nha. Rồi đồ bé nhạc, đồ làm bé cha bên kia, gãy bên góc bên kia, gãy bên kia. Làm bé cha. Đồ làm mấy hàng kia nữa em phải hết cho chị. Rồi 10kg tới 12, 13kg nha. Rồi lên bộ đây em mã cam. Rồi lên bộ cam nha. Rồi cam tặng bộ đây với giá bao nhiêu ta? 39k. Bộ cam 39k nha. Rồi cam 39k em. Cam 39k. Size bé là 13kg lại thôi, 10 đến 13kg nha. Cam 39.000. Lâm bộ cam 39k hàng chị em, cái hàng mà cũng lâm nhẹ nhẫn nó dòng cho nên tại hết rồi chị. Rồi lâm bộ cam nha, 39k, cam 39.000 nha. Size bé 10kg nha, cam 39k em. Bộ cam 39k nha. Chị đã chốt mã cam cho em 39.000 cho em. Cam Hồ Thủy chốt á. Cam bao nhiêu ký chị ạ? Kim Trà ơi, Kim Trà bao nhiêu ký em á? Hồ Thủy 12kg đúng không? Rồi cam 39k em. Rồi bùng dài hết rồi chị đẹp bao nhiêu, bùng dài em hết rồi. Rồi 39k còn 2 bộ 10kg tới 13kg nha. Bộ cam 39.000, 10kg 13kg em. Cam 39k. Rồi còn một bộ đỏ nha, đỏ giùm em á. Rồi cam 10kg nhân quy. Rồi em có bộ đỏ 10kg nè. Rồi lên bộ đỏ 10kg 11kg em nha. Bộ đỏ em 10kg 11kg nha. Rồi 39k em. Đỏ 39.000. 10kg 11kg em nha. Đỏ 39k em mấy chị nha. Chị Hồ Thủy là cam 13kg đúng không? 13kg còn sai chốt nha, chắc chắn chốt lấy chị cho. Chứ đừng có chốt không. Đây là màu đỏ, đỏ nha, 39.000 sao bé 10kg 12kg đỏ em. Đỏ 39k nha, đỏ 39k em. Mã đỏ 39k nha. 10kg 12kg em. Đỏ 10 đến 12kg nha. Đỏ 10 đến 12kg em. Chị nào chắc chắn chốt là lấy nha, chắc chắn là lấy là chốt nha em. Rồi cam em hết là màu đỏ 10kg 12kg nha. Đỏ chốt chị dâu tay. Dâu tay đỏ 10kg em. Ok dâu tay. 39k. Đỏ hết rồi nha, đỏ hết rồi. 39k em nha. Rồi báo hồng này, báo hồng 39.000 còn 2 bộ báo hồng 39.000 14kg lại nha. 10 đến 14kg báo hồng cho em 39.000. Rồi 10kg 14kg chia sẻ like chốt đơn nha, báo hồng cho em 39.000, 10kg tới 14kg nha. Rồi lên một báo hồng cho em đỏ hết rồi. Rồi lên một báo hồng cho em, báo hồng 10kg tới 14kg em nha. Báo hồng cho em đẹp lắm. Mã báo hồng nha, báo hồng em còn 2 set báo hồng. 10kg 14kg nha, 3 set. Rồi báo hồng chút xin mẫu đi nha, báo hồng nha. Rồi báo hồng em chút thì Liễu Ngọc bộ nha. 39k em, chia sẻ like chút đơn với chị em, báo hồng cho em 39.000. Liễu Ngọc báo hồng 10kg ok. Rồi Liễu Ngọc đó, ok đẹp nha. Rồi lên bộ báo màu vàng mấy chị, mà báo vàng cho em á, báo vàng 10kg tới 15kg nha. Bộ báo vàng cho em á, 39.000 cho em, 10kg 15kg báo vàng cho em nha. Rồi 39k, 10kg tới 15kg nha. Bộ báo vàng cho em 39k. 10kg tới
15 cái nha, bó hồng 14 cái chứ thì Linh phạm đi, bó hồng. Rồi bó hồng 14 cái con ạ. Mấy chị kèm theo số ký, Tuệ nhã bao nhiêu ký giùm em cái? Báo vàng kim trà 15 ký. Chị Tuệ nhã bao nhiêu ký giùm em? Rồi 10 ký tới 15 ký nha, báo vàng 10 ký chất liễu ngọc luôn. 39k nha, ok liễu bạc, liễu ngọc nha. Em còn sao đến 13 ký thôi, 13 ký nha. Báo hồng, báo vàng còn 13 ký là nhiều mấy chị em 13 ký nha. Vàng 13 ký chúc chị dâu tây. Vàng 10 ký chúc liễu ngọc. Vàng 15 ký chúc chị kim trà. Rồi, vàng 13 ký em chúc chị dâu tây rồi chị đẹp nha. Báo vàng 15 ký hết rồi chị Hồ Cẩm Ly, em hết rồi nha. Rồi mấy bộ đây em hết sạch mấy chị đẹp nha. Bên kia còn bộ dài nữa. Tuệ nhã vàng 13 ký, ok Tuệ nhã vàng 13 ký em. Báo vàng 15 ký á, chị Lưu Ly hết nha, chị bỏ nhập bỏ hết nha. Hết rồi chị đẹp ơi. 39k mấy bộ đang hết rồi, còn mấy bộ nữa đây. Đây em làm bộ màu xanh nha. Đây bộ xanh 39.000 luôn này. 12 ký nhá, xanh này 12 ký tới 20 ký nhá, bộ xanh này, 12 ký tới 20 ký nhá, màu xanh cho em. Bộ em đợi màu xanh là cái màu lá màu lon nha, màu lon cho em. Màu nó màu lon, màu quát quát như thế này cho em mấy chị nha. À, làm bộ NY nha, NY giùm em. Size bé là 20 ký lại cho em 39.000, 12 ký được. 12 ký tới 20 ký cho em 39.000. Đây là bộ NY nha. Mã NY nha, 39.000 giùm em, đẹp chưa? Size của bé từ 12 ký cho tới là 20 ký giùm nha. 12 ký tới 20 ký nha, báo vàng em hết rồi chị ơi. Báo vàng em hết rồi nha. Rồi làm bộ NY cho em mã NY nè. Nó cái màu của nó là nó lon lon như thế này cho em nha, 20 ký lại cho em. À, 12 cái thứ hai chú ý bộ NY 39k em. Mã NY 39k em nha. Có chị. Rồi đồ lạnh bé trai đây, bé trai. Rồi xanh 20 ký chút chị Lưu Ly, NY xanh 20 ký giúp em. Đây chị đẹp ơi, hàng ghép xịn nè. Ở đây nha, hàng ghép xịn cho em nha. Rồi, xanh 15 ký chút vỏ nhập cho em 39.000. Rồi là bộ màu cam nha, cam giùm em á. Rồi cam mấy chị nha. Hoa lê 39k. Bộ đây có size bé 20 ký lại cho em nha, bộ màu cam bé trai. 10 ký cho tới là 20 ký cho em nha, hàng ghép xịn luôn á. Rồi là bộ cam ha 85.000. Rồi cam 85k nha, Sương Nguyễn NY 18 ký cho em. 10 ký tới 20 ký nha. Rồi làm bộ cam hàng gấp xịn cho em á, 85.000 một bé trai, cam 85.000. Bên kia còn một bé gái nó nữa, em đẩy cho chị Mai cho. Rồi cam 85k em nha, hàng em sale rồi 85.000 cam. Size của bé 10 ký tới 20 ký nha. Bộ cam này, hàng gấp cho em nha, hàng gấp xịn luôn á, 10 ký tới 20 ký nha. Rồi 85k một set cho em, mã cam hàng gấp xịn cho em nha. Nhìn cái lơ quần cho em đó chị nha. Rồi lấy bộ cam 85.000, 10 ký tới 20 ký một cam bé trai. Rồi làm bộ màu xám. Xám nha, hoa lê chốt rồi chị đẹp ơi. Xám có size bé 22 ký lại cho em nha. Rồi lên bộ màu xám này, đẹp chưa? Xám mấy chị nha. Rồi xám cho em 10 ký cho tới là 20 ký nha. Bộ xám nha, đồ vuông để kiểm tra còn size chốt cho chị đẹp nha. Rồi lên bộ xám cho em, hàng gấp xịn cho em nha. 10 ký tới 22 ký bộ xám này. Rồi 85k bộ xế cho em nha. Xám 85.000 giùm em, hàng gấp mấy chị, hàng gấp mặt sướng lắm, chắc rất là đẹp luôn. 10 ký cho tới là 22 ký nha. Rồi lên bộ màu xám nha, bộ xám 85k em. Đồ lạnh 85k, bộ là rỉ mấy chị nha. Rồi lên bộ bao đẹp em, xám 85k, hàng gấp xịn luôn. Rồi lên bộ xe. Giờ là chút mã xe nha, xe em. Xe này có size bé 13kg tới 17kg nha, xe. Xe vàng, bộ bé trai 13kg, 17kg nha, bộ xe vàng. 13kg tới 15kg thôi, xe vàng cho em. 13 đến 15kg nha. Rồi bộ hàng gấp hết tổng bộ là 85k. Rồi lên bộ xe 85.000. Size bé là 12 ký tới là 15 ký nha. 12 đến 15 ký nha, bộ xe vàng cho em 85.000. Mã xe vàng 85k. Rồi em lên bộ Adidas này. Đáp bé trai, đồ lạnh này. Đáp màu đỏ em còn 2 set nha, 16 ký lại em, đáp đỏ. 10 ký tới 16 ký cho em còn 2 bộ thôi, sale luôn á. Bộ đây tới 85k. Rồi em tặng bộ đây với giá là 65.000 nha. 65k đắt đỏ 65.000, size bé 10 ký tới 16 ký nha. Đắt màu đỏ cho em, một bé trai. Rồi 65k nha. Bộ đem sale còn 2 bộ thôi, 65.000. Size bé 10 ký tới 16 ký nha. 10 đến 16 ký đắt màu đỏ cho em,
85.000, 65.000. Rồi anh đáp màu xanh là 10kg tới 14kg nha, đáp màu xanh nè. Rồi 10kg 14kg nha, đáp màu xanh dùm em. Rồi 65k một set nha. Đáp màu xanh 65.000, size bé 10kg tới là 13kg thôi, 14kg nha. Rồi đáp đỏ 10kg em chú chị Nhân Quy cho em á, 65.000. Đáp màu xanh là có size bé 10kg cho tới là 14kg thôi. Đáp xanh ở 65k dùm em nha. Đáp màu vàng có 35kg nè, 10kg cho tới là đáp màu vàng có size bé 10kg cho tới là 18kg và từ 30kg 35kg nha. Rồi em tặng luôn 65 với 75k đáp màu vàng cho em. 65 75k nha. 10kg cho tới là 17kg. Đáp màu vàng 10 đến 17kg nha và từ 30kg tới 35kg cho em. 65 75k. Bộ đem like tới 85-95 ngàn đó. Rồi em sale đây là 65-75 ngàn. Đáp màu vàng 10kg tới 17kg em nha. Và 30kg tới 35kg nha. Rồi 65-75k. Hàng lễ size là sale rổ mấy chị nha. Đáp màu vàng cho em 65-75 ngàn dùm em. Rồi lên tiếp mấy bộ đây em. Còn mấy bộ gấu, gấu cho em, gấu cam. Mã gấu cam còn 2 bộ nha, 13kg cho tới là 17kg nha, 13kg 17kg mã gấu cam cho em, bộ bé gái nha, gấu cam 13kg tới 17kg em nha. Vậy là chốt nạp đi, mẫu gấu cam cho em, gấu cam. À, gấu cam còn sale luôn 65.000, bộ đây tới 85.000. Bộ 85k nha, còn sale còn 65k. Rồi đắp màu vàng em chốt chị Ngô Hạnh. Ngô Hạnh bao nhiêu ký mẹ em? Ngô Hạnh bao nhiêu ký vậy? Đắp màu vàng chốt bao nhiêu ký mẹ em? Rồi lên bộ đây có mấy bộ gấu nha, gấu nha mày. Gấu cam lên size bé 10kg tới 17kg nha. Gấu cam cho em 65.000. Mấy cái bộ này mắc tiền mấy chị đẹp nha. Giá sale quá trời rẻ luôn. 65.000 cho em nha. À, đắp một vàng 18kg. Ok chúc Ngô Hạnh vàng 18kg. Ok chị đẹp nha. Rồi lên bộ gấu vàng 17kg lại cho em á. 10kg 17kg gấu vàng cho em. 65k. Đây là bộ gấu vàng 10kg tới 17kg nha. Cái gấu vàng này rồi 65k em. Hàng phun bên em là hàng phun cô tông chính phẩm cho em nha. Và chạy đường viền rất là bao đẹp cho em. Phun này xịn sò cho em. Và giá trên thị trường của mấy chị mua toàn 140.000, 150.000 một bộ cho em. Và hôm nay em xem mấy chị mới giá là 65k hàng lễ size. Đây là bộ gấu vàng nha, 10kg nha, cho tới là 16-17kg nha. 10 đến 17kg gấu vàng cho em á. 65.000 gấu vàng 65k. Rẻ quá trời luôn. Đây là bộ gấu màu hồng, gấu hồng cho em 10kg cho tới là 10kg tới 25kg cho em nha. Rồi lên bộ gấu hồng cho em 10kg tới 25kg cho em. Rồi 65k, 65k nha, gấu hồng 65.000. 10kg tới là 25kg cho em nha. 10 đến 25kg 65k một set cho em. 65k nha. Rồi 10kg tới 25kg nha. Chị là chốt mã gấu hồng cho em 65.000, gấu hồng 65k. 10kg tới 25kg em, gấu hồng 65.000 cho em. Xả banh nóc nhẹ luôn. À, áo khoác, để áo khoác cho chị La cho. Đây, gấu hồng 22kg chúc Thanh Hậu Nguyễn á, 65.000 cho em. 17kg là size số 6, số 7 đó chị ơi. Số 6 thôi nha, Kiều Linh. 17kg là số 6 cho em nha. Đây là bộ cô gái nè. Cái này còn mấy bộ em, đẩy qua lên chị La luôn. Mấy bộ cô gái nè. Có đồ bộ bé trai 45kg có chị. Có. Rồi để em lên áo khoác lễ size cho mấy chị đẹp nha. Khoác lễ size anh em. Còn nhiều đó không? Đây áo khoác bếp 3 size bếp 10kg nha. 10kg 12kg nha. Khoác bếp 3 nha. Rồi em tặng luôn. Rồi là mẹ khoác nha. 65.000 cho em á. Khoác 65.000 cho em. Khoác là cứ 75-85.000. Siêu còn 65k nha. Rồi là mẹ khoác hồng nha. 65.000 cho em. Ok chị Ngô Hạnh đem chốt cho. Rồi là một khóc hồng bé gái nha, size bé là 13kg nha, khóc hồng 12kg, 13kg nha, khóc hồng chị em á, 65.000. À, gấu hồng 18kg chút Ngô Sương. Ok chị Ngô Sương nha, gấu hồng 18kg, khóc hồng 13-14kg đó, khóc hồng chị em á, 65.000. Rồi lên mặt khóc màu tím này, khóc màu tím 59.000. Mèo tím 59k, cái này có size của bé là từ 13kg nha, 13kg nè. À, là mèo tím 12kg, 13kg nha, mèo tím cho em 12-13kg nha, rồi 59k áo khoác mèo tím. Mèo tím á, 59k dùm em á, mèo tím 59k.
Mèo xanh em còn 2 cái mèo xanh này. Rồi 59k em nha. Mèo xanh 59.000, size của bé là 18 chứ. 12 đến 18 ký nhá. Áo khoác mèo xanh này 59.000 còn 2 cái. 12 ký nha, cho tới là 18 ký em, 12 đến 18 ký. Áo khoác mèo xanh giùm em nha. Áo khoác bé gái có mũ. Mèo xanh. Kiều Linh hết lố hồng 18 ký, đẹp ơi hết rồi nha chị đẹp nha. Rồi áo khoác màu xanh nữa nè. Đẹp quá trời luôn áo khoác nha. Rồi 59.000. Rồi áo khoác màu xanh xám nha, xanh xám bé trai 59.000. Màu xanh xám em có 2 cái nha, màu xanh xám em có 2 cái em. 14 ký á, 14 ký tới 16 ký nha. Áo khoác màu xanh xám bé trai nè. Rồi 59k em còn 2 cái. 59.000 nha. Màu xanh xám cho em. Hàng của Zara không phải hàng tào lao vớ bẩn đâu. Trời ơi hàng đây là sale 59.000 là hốt luôn. Em mà sale kiểu này là hốt cả chục cái luôn. Rẻ quá trời luôn. 59.000 á chị mua kiếm hàng ra đâu. Quá rẻ mà em. Rồi lên màu xanh đen á 59.000 áo khoác màu xanh đen. Size bé còn 15 16 ký nha. Màu xanh đen 15 16 ký á, 59.000 áo khoác cho bé mình cả mũ cho em. Đấy. Rồi 59k em. Rồi áo khoác màu xanh đen 59k nha. Xanh đen 59k em. Rồi xanh đen 59k vậy em nha. Xanh đen 59.000, size bé 14 ký 15 ký chị, không có size 20 ký đâu. 14 ký 15 ký cho em nha. Gấu vàng 18 ký còn hàng em. Không có size chị đẹp ơi, không có size, hàng lễ size bên em hết size rồi. Lễ size chị đẹp nha, hàng lễ size mấy chị có size chút liền, em đọc size đó. Tại hàng lễ size mà giá sale mà, đâu có đủ size đâu. Rồi lên bộ đây comment khủng long nha, khủng long cho em hết, hàng của Lily nè. Bộ đây là 85-95 ngàn, 10 ký tới là 45 ký cho em nha. 10 đến 45 ký nha, khủng long cho em á, size 17 ký chút chị Limut nè. Size 17 ký nha. Áo khó đó. Rồi lên bộ đây comment khủng long màu xanh 10 ký cho tới là 45 ký nha, khủng long màu xanh. Khủng long xanh nha, khủng long màu vàng, khủng long màu đỏ. Rồi 10 ký 45 ký hàng của Lily này 85-95 ngàn một set cho em. Hàng của Lily cho em nha, chắc không này bao đẹp giùm em, mặc sướng cực kỳ luôn. Rồi 10 ký cho tới là 45 ký nha. Chị lấy một khủng long mà chị khủng long này chị thùng bỏ. Khủng long màu vàng nha. 10 ký tới 45 ký giùm em. Khủng long màu xanh cho em. Rồi bộ đây có 85-95 ngàn. Màu xanh, màu vàng ha, khủng long màu xanh màu vàng giùm em. À bé trai 45 ký mỗi size chị đẹp ơi. Rồi lên mã khủng long em có thêm màu cam á, khủng long màu cam nè. Rồi 10 ký tới 45 ký nha, khủng long màu cam màu vàng màu xanh cho em. Rồi 85 ngàn. 85-95k giùm em nha. 85-95 ngàn giùm em. Rồi em lên tiếp áo khoác. Áo khoác với lại áo không? Đồ lạnh đúng không? Đồ lạnh. Đồ lạnh là 40 ký lại chị đẹp ơi nha. Còn 45 ký mới size. À có 45 ký không ta? Ủa đắt, đắt còn 45 ký. À đắt đó. Đây là một áo khoác màu xanh nha. Áo khoác màu xanh giùm em. Áo khoác xanh nha, cái này có size của bé từ 22 ký lại cho em nha. Khủng long xanh dương 24 ký chút thì thi hàng giùm em. Bé gì 24 ký ok đẹp nha. Rồi áo khoác màu xanh nè, đẹp lắm mấy chị, áo khoác màu xanh giùm em. Áo khoác 75k giùm em nha. Rồi 10 ký tới là 22 ký nha. Khoác màu xanh nè. Còn 40 ký nữa. Rồi 10 ký cho tới là 22 ký nha. Rồi áo khoác màu xanh đang 75.000 cho em. Khoác xanh bé gái cho 75k. 10 ký nha cho tới là 22 ký nè, khoác màu xanh nha. Xin xài em chưa? Rồi 75.000, khoác xanh 75k em. Rồi đây mà khoác màu hồng. Đây khoác màu hồng đó nha, 10 ký cho tới là 18 ký cho em, 10 đến 18 ký khoác màu hồng cho em. Rồi 75k. 10 đến 18 ký cho 75k em á, khoác hồng 75.000. 10 đến 18 ký cho em nha. Đây là mã khoác hồng cho em 75k, 10 đến 18 ký cho em. Mã khoác hồng 75k nha, 10 đến 18 ký 75.000. Đáp nè chị ơi, đáp nè. Bộ đây có 43 ký lại cho em nha. À đáp nè. Rồi khoác xanh 22 ký chút chị Bang Fan. Đây bộ Adidas màu đỏ nè. Bộ đây có 42 ký lại thôi nha. Rồi đây bộ Adidas màu đỏ nha. À, bộ đây đây 95 size đại, 95 còn size cô là 105.000. Đáp màu đỏ cho em là từ 25 ký cho tới là 42 ký nha. 25 ký cho tới là 45 ký nha. 25 ký 45 ký nha, đáp màu đỏ nè. Rồi bộ đây size đại cô là 95 với 105.000, đáp màu đỏ. 25 ký nha, đồ lạnh bé trai đó. 25 ký cho tới là 45 ký cho em. Đẹp lắm. Đây là bộ đáp màu đỏ nha, 25 ký 45 ký nha. Ở 95 105.000 cho em. Ok chị Thi Hằng em chốt với chị rồi nha. Rồi lên bộ móng chày nè. Mã móng chày nha, size bé 10 ký, móng chày là có 50 ký đúng không?
có màu xanh 22 kg thì thanh hậu hết rồi, có hồng 18 kg chúng chị Kiều Linh nha. Chị lấy có màu có xanh rồi 22 kg em. Chị Văn Phạm, chúc Văn Phạm màu 22 kg. Chị thanh hậu còn màu gì không? Rồi là một bóng chày nha, bóng chày là 10 kg nha, tới là 45 kg nhá. Bóng chày là bao nhiêu ký không? Rồi là một bóng chày nha, bóng chày mềm á. Rồi 10 kg là 40 kg cho em nha. 50 kg không bỏ lại còn 50 kg nữa ta. Số hỏi ngập nha. Rồi bóng chày có màu xám nha, màu xám cho em, màu xám, màu cam với lại có màu xanh nha, một bóng chày này. 75, 85, 95 ngàn. Bộ bóng chày đẹp lắm luôn, bóng chày size to nha. Bóng chày màu xanh nè. Rồi bóng chày có màu xám nha. 50 kg cho em nha. Đây em size với đại cù đó. 85, 95, 105 ngàn. 75, 85 chứ. 75, 85, 95 ngàn. Ba dòng size với đại cù cho em nha. Rồi là một bóng chày cho em á, 50 kg lại cho em á. Ba màu, màu xám, màu xanh với lại em có màu cam. Bóng chày xám, xanh, cam nha. 95k. 75, 85, 95 ngàn cho em. Bóng chày ba màu cho em nha. Rồi đồ lạnh bé gạt bé chai. Đây nha, bộ con cuốn này. Bộ cuốn nha, size của bé là 15 kg, 17 kg nha. Cuốn màu xanh 15 đến 17 kg xe luôn, 65 ngàn. Em tặng luôn bộ đây 65k nha. Cuốn màu xanh 65 ngàn, size bé là 15 kg tới 17 kg nha. Cuốn màu xanh. Ở đây là 17 kg, 18 kg luôn. 17, 18 kg cho em nha. Cuốn xanh nha, cuốn xanh 17, 18 kg. Cuốn màu xanh 65 ngàn. Cuốn xanh 65k nha. Còn chị cuốn màu xanh 65 ngàn cho em hàng lễ size đó. Đây là một cuốn màu xám còn 2 set này. Màu xám là 35 kg nha. Còn bộ 35 kg và bộ size của bé là 14 kg nha. 35 kg và 14 kg. Rồi 65 ngàn cuốn màu xám 65k. 35 kg nha. 35 kg và 4 kg. Nói chung là 33 kg tới 35 kg và một bộ là size của bé là 14 kg cho em nha. Cuốn màu xám 14 kg cho em nha. Và 33 kg, 35 kg cuốn màu xám cho em 65 ngàn. Còn hai bộ cuốn xám 65k. Rồi là mã cuốn màu vàng. Cái này size của bé 35 kg nè. Rồi 35 kg, 36 kg nha. Cuốn màu vàng 35, 36 kg em. Đây là một cuốn vàng 65 ngàn. Cuốn vàng 65k. 35 kg, 36 kg nha. Đó là mã cuốn vàng cho em 65 ngàn. 35 kg, 36 kg cuốn màu vàng ha, 65k. Rồi là mã cuốn màu trắng. Cuốn màu trắng là 35-36 kg và size của bé là 10 kg tới là 10 kg tới 20 kg cho em nha. Cuốn màu trắng này 10 kg tới 20 kg nha. Và bộ là size của bé 33 kg, 35 kg, 35 kg, 36 kg cho em. Rồi 65k một set nha. Cuốn màu trắng cho em 65 ngàn. Màu sắc lách thì có chị đệm lên cho. Rồi là mặt chip này, một set của nó là 3 quần như thế này nè. 3 quần là 39k, 35 ngàn nha. Một set chip 3 quần 10. Một set 3 cái 3 quần khác nhau nha. Rồi 35 ngàn, set 35 ngàn cho em. Xếp 35k dùm em nha. Rồi em làm một bé trai. Mã thể thao nha, thể thao chắc là hàng thun lạnh dùm em. Bộ thể thao hàng thun lạnh nha, em có màu vàng. Là 10 kg cho tới là 50 kg cho em nha. 85, 95, 105 ngàn cho em. Size nhí, size đại, size cổ nha. 85, 95, 105 ngàn. Thể thao màu vàng cho em. Bộ bóng rổ màu vàng đó. Rồi làm bộ thể thao em có thêm cái màu xám nha. 10 kg tới 50 kg nha. 3 dòng size nhí đại cổ là 85, 95, 105 ngàn. Màu xám, màu vàng. Rồi em có thêm cái màu cam nha. Xám vàng cam cho em, chấp hàng thun lạnh cho em mặc sướng lắm. 85, 95, 105 ngàn. 10 kg cho tới là 50 kg cho em nha. 3 màu cho em, 3 size nha. 3 màu 3 size. 85, 95, 105 cho em nha. Rồi em làm bộ đây comment một cuốn màu xanh 18 kg cho chị Ngô Hạnh giùm em. Rồi làm bộ đây comment bộ lính nha. Lính trang cho mặc được hết giùm em á. Bộ lính là 7989 ngàn, size bé 10 kg cho tới là 35 kg, hàng hiệu của Bobo cho em, hiệu Bobo anh em, bộ lính này hiệu Bobo hết toàn bộ cho em. Rồi bộ vàng, bộ xám 24 kg chút thị hàng vàng như xám cho em, bộ thở thao nha. Rồi lên bộ lính là 10 kg cho tới là 35 kg nha, mà lính hàng Bobo cho em, 7989 ngàn cho em, hàng Bobo hàng xịn nha, mà giá sale á, trai gái mặc được khó cho em, bộ lính này dễ mặc lắm, trai gái mặc được khó cho em nha. Rồi lên bộ lính nha, 7989 ngàn, hàng của Bobo chắc hàng không lạnh cho em nha, 10 kg 35 kg nha. 10 đến 35 kg mềm. Đây.
Chàng Nguyễn Văn Giác nha. Cái này là comment một cu xì này xếp riêng nha. Xì màu xanh dùm em 10kg 35kg nha. Rồi xin nhí 140, sai đại 150 nha. Đây chắc đẹp lắm mấy chị, thoải mái nha. Lính 10kg em chúc chị Nhân Quy. Lính 10kg em em. Mặt sướng lắm, bộ lính là trai gái mặt được hết dùm em. Rồi lên bộ đây comment xếp màu riêng nha. Xếp riêng nè. Xin bé trai cho em nha. Mỗi mặt sướng lắm mấy chị, chắc này đẹp lắm. À, sai nhí 140, sai đại 150, 10kg tới là 35, 10kg 35kg cho em nha. Đẹp lắm. Mấy chị bộ này đẹp lắm này. Mặt xuống lắm, chắc lắm, mặt xuống cực kỳ luôn, đẹp cực kỳ luôn. Hàng nó hàng cao cấp nè, giá sale là 140 đến 150 nha. Set trim đó. Nhí đại 10kg 35kg nha. Lại đi giùm em. 10 đến 35kg cho em nha. Em mấy bộ sắp nắp bên kia nó đẩy qua chị Lan cái chai đó. Rồi em làm bộ đây comment bộ thở thao về bé trai nha. Đây. Rồi lên bộ màu xanh nha. Bộ đáp banh bé trai này màu xanh nha. Rồi lên bộ màu xanh cho em, xanh. Mã sọc xanh cho em 10kg, 12kg cho tới là 35kg nha. 12 đến 35kg nha. Bộ sọc xanh mấy chị ạ, sọc xanh cho em. Còn chị có đột lạnh bé trai, lên hàng xuất hàng đi, lên hàng xuất hàng like cho. Rồi lên bộ đây comment là sọc, đây màu xanh lá nha, xanh lá này. Xanh lá giùm em nha. Bộ đây 22kg 45kg nha, xanh lá. 22kg 45kg nha. Bộ đây 85-95 ngàn. 79-89 ngàn. Màu xanh lá em. À, bộ màu cam. Size của bé từ 22kg tới là 45kg nha. Ở đây bộ cam 22kg 45kg nha. Ở bộ đây 79-89 ngàn. Size đại size cô cho em. Ở đây bộ màu xám này 45kg lại cho em. Màu xám màu cam á. Xám cam. Size của bé từ 22kg nha. 22kg tới 45kg nha. Ở đây màu xám. Màu xám này. Đây màu cam mấy chị, chắc bên đây mà hàng cung cô tâm mình xuống lắm, chắc này bao đẹp nha. Màu xám, màu cam, màu xanh lá, màu xanh dương cho em nha. 22kg 45kg giùm em á, 79-89 ngàn giùm em. Mà bé trai đồ dài đúng không, để em lên cho. Đây đây comment màu xanh nha, xanh, xanh lá, xanh cô ban, xám. Rồi em có màu cam nha. Rồi 79-89 ngàn một set giùm em. Rồi đồ dài đúng không, ok lên đồ dài. Lên hàng xuất hàng nha, hàng xuất hàng này. Rồi lên bộ xe xám là từ 25kg, bé chị bao nhiêu ký chị Linh Nguyễn? Xe xám 25kg tới 38kg nha, xe xám. Rồi 85k, xe đại 85.000 cho em xe xám. Bé mình bao nhiêu ký chị? Lên số ký em lên nhầm mẫu cho. Xe xám nha, 85k xe đại cho em. 25kg nha, cho tới là 38kg của xe xám. 25-38kg. Rồi 85k. 13kg, em lấy hàng 13kg em. Đây lên bộ đây comment mã khủng long này, khủng long nha. Size của bé từ 25kg cho tới là 38kg nha, khủng long. 25kg 38kg, hàng size đại là 85.000. Cái size đại 85k, còn size nhí là 65.000, còn size nhỏ là 75k dùm em nha. Khủng long màu xám nha. 25kg cho tới là 38kg. Khủng long xám cho em. Đây là bộ mèo mấy chị, mã mèo nè. Mèo vàng 25kg cho tới là 38kg, bộ mèo vàng 85.000. 25kg 38kg nha. Đây là bộ mèo vàng 25kg 38kg nha. Rồi 85.000 cho em. Mã mèo vàng mấy chị, mã mèo vàng này. Rồi cái này có size bé 25kg nha. Mèo vàng 25kg cho tới là 38kg nha. Bộ mèo vàng 25kg 38kg. Mã mèo vàng. Cho mình hai bộ 30kg ok Cali. Lấy hai bộ cho Cali 30kg, hai bộ giống nhau nè. Một bé trai. Hai bộ khủng long. Ok khủng long nha, khủng long đi. Khủng long màu nâu. Đây, em lấy bộ đây nha, bao đẹp luôn á. Rồi bộ máy bay nha, máy bay này 17kg tới là 25kg nha, máy bay này. 17kg tới 25kg cho em nha, máy bay giùm em. Bộ máy bay nha, 75.000. 17kg tới 25kg nha. Rồi 75k á, hàng xanh nhỏ 75k, máy bay 75.000 giùm em. Máy bay 75k. Rồi lên bộ khủng long size nhỏ này, 10kg nha, cho tới là 17kg khủng long này. 10kg 17kg 65.000. 10 đến 17kg 65k nha, khủng long này em. 10kg tới 17kg nha, 65k. Mã khủng long size nhí đó. 10kg 17kg nha, 65.000 cho em khủng long. Size nhỏ còn một lần nữa. Đây là bộ gấu xanh nha, 10kg tới 17kg bộ gấu xanh cho em, 65.000. Size nhỏ 65k nhân gấu xanh 65.000. 10kg tới 17kg cho em nha. Rồi lên bộ gấu xanh nha 65.000. Mã gấu xanh cho em 65k. Đây lên bộ, đây comment bộ đây, gấu trắng.
gỗ tranh nha, gỗ trắng nha mà, gỗ trắng giùm em. Mã gỗ trắng giùm nha, size 10 kg hàng của Lidl Baby nè. 10 kg tới là 40 kg đó, 10 kg tới 40 kg bộ hàng của Lidl Baby nè, giá sale. Rồi bị ra ở đây 85-95 ngàn. Rồi lên bộ gấu trắng nha nha, 85-95 ngàn một set hàng của Lidl. Size bé 10 kg tới 40 kg nha, gấu trắng này. Rồi 10 kg tới 40 kg nha. Mã gấu trắng cho em 10 kg tới 40 kg nha, size bé 10. Rồi, bộ đây là 85-95 ngàn. 85-95 ngàn hàng của Lidl Baby nha. 85-95 ngàn cho em. Hàng này mình mấy chị chọn theo hình là không có hàng đâu. Cho mình hai bộ 40 kg thuận bỏ. 40 kg là chị lấy đồ dài, chị còn bỏ hai chút gì vậy? 15 kg cũng 5 chút gì Dương My. Cũng 5 đi, cũng 5 tên nhỏ Dương My. Dài tay thuận bỏ chút hai bộ dài tay. Ok chị thuận bỏ nha. Chị cho em xin số điện thoại nha. Rồi lên bộ Batman. Batman là 17 kg tới 25 kg nha. Batman nè, 17 kg tới 25 kg nha. Batman cho em 75 ngàn. Batman 75k nha, chị thuận bỏ cho em xin số điện thoại luôn nha. 17 kg tới là 25 kg nè. Rồi lên bộ Batman đẹp nha, Batman nha, 17 kg tới 25 kg nha. Rồi bộ đây là cứ 75k, size nhỏ 75k, size nhí là 65 ngàn, còn size đài là 85 ngàn dùm em. Rồi lên bộ xe này, mã xe size bé 10 kg nha. Ok, thùng vỏ hai bộ. Rồi lên bộ xe mấy chị em, xe là 10 kg tới là 17 kg nha. Xe cho em 10 kg 17 kg nha, rồi 65 ngàn, 65k nha. 10 kg tới 17 kg nha, bộ xe cho em 65 ngàn. C 65k 10 kg 17 kg em nha. C 65 ngàn dùm em. Rồi là mã khủng long màu xanh 10 kg tới 17 kg nha, khủng long xanh cho em hết 65 ngàn. 10 kg tới 17 kg nha, khủng long xanh này. Hàng xuất hàng này sướng lắm chị. Hàng em bao đẹp bao giá luôn. Rồi 65k nha, khủng long màu xanh 65 ngàn. 10 kg tới 17 kg em. Khủng long xanh 65k. Xanh nghĩ là 65k. Rồi là bộ xe màu xám nè. Xe xám nha, 17 kg cho tới là 25 kg nha. Xe xám cho em ha. Dương My chỉ có số điện thoại rồi chị đẹp. Dương My là có số rồi nha. Rồi là bộ đây xe xám 17 kg cho tới là 25 kg. Xe xám cho em. Mã xe xám 17 kg tới 25 kg nha. Rồi 75k. Xe xám 75 ngàn. 17 kg tới 25 kg nha. 75k mẹ em. Rồi ngựa bunny này 10 kg nha. Cho tới là 17 kg ngựa bunny cho em. Mã ngựa hồng 10 kg tới 17 kg nha. Ngựa hồng cho em 65 ngàn. Ngựa hồng 65k. 10 kg tới 17 kg nha, ngựa hồng cho em 65 ngàn. Mã ngựa hồng 65k nha. Mã ngựa hồng nha, xem chút chị Duyên My 15 kg. Duyên My xem 15 kg nha. Duyên My. Rồi đó bộ đây comment bộ thỏ tím nha. Gấu xanh xe xám 12 kg chút hồng nhạn, bộ gấu xanh 13 kg, gấu xanh 13 kg Linh Nguyễn. Linh Nguyễn cho em xin số điện thoại nha. À, chị là chúc bộ đây nha, ngựa hồng 17 kg chúc chị Kiều My, ngựa hồng 17 kg. C8 chúc Linh nha. Em ngựa hồng nha, 17 kg. Trời lắm mà đã comment là bộ thỏ tím nha, thỏ tím cho em Linh Nguyễn ok chị nha. Thỏ tím 17 kg tới là 25 kg nha, thỏ tím cho em 75 ngàn. Thỏ tím 75k nha, 17 kg tới là 25 kg nha, thỏ tím. 17 kg tới 25 kg cho em nha, thỏ tím cho em. À, ngựa hồng 22 kg chút thanh hậu nha. À, mềm dao xa nhỏ đổi được phong ok chị đẹp nha. Được chị đẹp ơi. Rồi là một máy bay nha, máy bay 10 kg nha, 10 kg tới là 17 kg nha, máy bay này. Máy bay 10 kg tới 17 kg nha, một máy bay này được chưa? 10 kg 17 kg nha, 65 ngàn. Cứ size nhí là 65k, size nhỏ của nó là 75 ngàn, còn size đại là 85k giùm em nha. Rồi, thỏ tím 18 kg chút Kiều Linh nha, thỏ tím giùm em. Rồi Lâm bộ đây comment một máy bay á, máy bay nè, 10 kg tới 17 kg nha, máy bay cho em 65 ngàn. Thỏ tím này. Rồi 10 kg 17 kg nha. Máy bay 10 kg 17 kg nha, 65 ngàn. Đây là thỏ tím nha, lấy bộ đây. Rồi Lâm một Mickey nè, Mickey nha, 17 kg tới là 25 kg Mickey nha, 75 ngàn. 17 kg tới 25 kg cho em nha. Rồi Lâm bộ Mickey nha, 75 ngàn. Mickey mấy chị không, Mickey không có 40 kg cho đẹp. 40 kg để em lai cho nhiều mẫu lắm. Rồi có ngắn tay em dạ không, bây giờ đang chạy là hàng lạnh thôi. Mickey là 17 kg cho tới là 25 kg nha. Đồ ngắn tay lấy đồ mẫu khác để em lấy mẫu khác cho heo bếp 3 17 kg tới 25 kg nha. Heo bếp 3 cho em, heo bếp 3 17 kg tới 25 kg nha. Có quần dài bé gái hợp 30 kg cho đẹp. Rồi heo bếp 3 nha, 17 kg nha, cho tới nha. Ngựa hồng,
rửa hồng 15kg chúc chị Nguyễn On. Rồi lên heo bếp 3 15-17kg cho tới là 25kg nhé. Heo bếp 3 17kg tới 25kg nhé, 75.000. Máy bay 17kg em chúc chị Linh Mút. Bộ máy bay giùm em. Máy bay là bộ màu sáng anh em. Đây nha, 17kg nè. Máy bay 15kg còn nè. Xe vàng 10kg tới 17kg nhé. Bộ xe vàng này. Rồi heo bếp 3 18kg chúc Thanh Túc. 18kg Thanh Túc em. Rồi là bộ xe vàng 10kg tới 17kg nhé. Xe vàng che mắt 10 đến 17kg nhé, 65.000. Xe vàng 65k dùm em nha. 10kg 17kg nhé. Bộ xe vàng trên 65.000. 10kg tới 17kg nhé. Xe vàng trên 65k. Mã xe vàng 65k. 10kg tới 17kg dùm nha. Xe vàng 65k. Đây xe vàng có thêm màu đó nè. Đó. Ở đây xe cảnh sát. Xe gì đây? Xe cảnh sát đây. Rồi lên bộ xe nha. Bộ xe luôn là xe. Rồi heo bếp 31kg duyên. Rồi lên bộ xe mấy chị mã xe cho em ăn xe nè đây. 10kg tới 17kg nhé, bộ xe có hai mẫu, xe này có hai màu nha, hai mẫu khác nhau đó. Đó là bộ xe xanh nha, bộ xe xanh nha em. Đây bộ xe xanh nha. Xe xanh đó phải biết 10kg tới 17kg nhé, xe xanh nha, 65.000. Em đưa hàng bé giá xe đại chị Linh đi. Ở đây có đâu. Bé giá xe đại đi. Rồi bếp men nè. 25kg tới 30kg nha, bếp men còn bộ nè, 25kg tới 30kg nha, bếp men ở bộ 85.000 nha, bếp men 25kg tới 30kg nha, bếp men còn bộ 25kg tới 30kg em nha. Rồi lên bộ bếp men nè, 25kg tới 30kg nha, còn một xét thôi, bếp men đẹp lắm. Rồi 85.000 ha, bếp men 85.000 cho em, 25kg tới 30kg nha, bếp men 85.000, bếp men 85k em. Ok, cho Ly cái ghế vào nhà lấy đi. 33kg có size. Có, 33kg có size hết. Rồi là bộ đây, bộ máy bay nè ha. Máy bay trắng này. Máy bay nha, 17kg tới 25kg máy bay 75.000. Máy bay 17kg tới 25kg nha, máy bay 75.000. 17kg tới 25kg nha, máy bay 75k. 17kg tới 25kg. Máy bay 75.000 nha. Rồi bộ cô gái này. 25kg 38kg nha, rồi 85.000 cô gái vàng. 25kg 38kg size đại nha, 85.000. Rồi là bộ cô gái nha, hàng size đại nha. Ok chị để lên lên nha. Đây là bộ cô gái nha, bếp men chúc chị Thiên Khánh Ngô bộ này, cộng bộ 85k, bếp men đẹp lắm chị Thiên Khánh Ngô bộ này. Máy bay Nguyễn On bộ, máy bay 23kg đúng không chị nha. Ok chị, đây em lấy bộ máy bay này 23kg chị nha. Đây em cầm đi lấy 4 bộ không. Ok, tổng cộng 4 bộ chị, em sẽ bỏ phiếu nha. Đây là bộ cô gái nha, size bé 25kg cho tới là 38kg, 25-38 cái gì em nha, cô gái chị em. Lấy 4 bộ đúng không, 4 bộ 30kg đúng không, rồi để lấy chứ. Đây là mã khủng long nha. Đây là bộ khủng long này, khủng long 17kg tới 25kg nhé, khủng long. Khủng long 17kg tới 25kg cho em nha. Khủng long 17kg tới 25kg nha, bếp men chốt thì thanh chiên gắn ngô bộ nha. 17kg tới là 25kg nha. Đây đẹp lắm mấy chị, khủng long màu xanh, khủng long xanh nha. Cô gái 30kg chúc chị Như Như Nguyễn, cô gái vàng 30kg nha. Đây là bộ đây cô khủng long xanh là 17kg tới là 25kg nha, khủng long màu xanh này. 17kg tới 25kg cho em nha. 75 nha. Cô gái vàng nha. Còn cái bộ nào size lớn vậy nè, size mấy gái cho mượn. Đây là bộ đây cũng em mã vịt nè. Vịt Donald nha, bộ vịt Mickey vịt Donald nè. Size bé là 25kg nha, rồi có 38 cái bộ vịt nè. Mã vịt cho em nha, mã vịt cho em nha. Rồi ok chị Duyên Nguyễn. Số này nha, số thì sai số hả chị Duyên. Rồi bảo chị số điện thoại lại cho chị Duyên. Rồi là bộ Mickey nha, Mickey này. Mickey bộ vịt nha, vịt hồng cho em này. 25kg cho tới là 38kg. 25-38kg cho em nha. 75k mềm. 75k mềm nha. Bộ bé gái để lên cho. Rồi máy bay xám nè, 17kg tới 25kg nha, máy bay màu xám nè. 17kg tới 25kg nha, máy bay xám cho em. 17kg tới 25kg nha, máy bay màu xám. Và 75.000. Rồi 75k nha, máy bay 75.000. 17kg tới 25kg nha, máy bay 75.000 cho em. Rồi lên bộ xe nè. Mã xe là từ 25kg nha, xe này, xe cảnh sát.
Đấy, 25kg cho tới là 38kg nhé, phải 85.000. Việt Hồng dùng đơn em giúp chị Như Nguyễn. Việt Hồng với cô gái 30kg. Rồi lên bộ đây cùng mẹ xe vàng. Bộ xe vàng nha, 25kg cho tới là 38kg. Xe vàng 25kg 38kg nhé, phải 85.000 xe đại. Xe vàng xe đại cho em Việt Hồng với cô gái chị. Việt Đông Nam nha, Việt Hồng đây nè. Như bộ cô gái thì trước thì hai bộ đó sao 30kg chị. Đây bộ đây như Như Nguyễn nha. Bé bê xám 12kg chút hồng nhạn. À, bị cả trai gái, bé trai bé gái chị, bị bé gái chứ. Bé bê xám 12kg nhé. 12kg bé xám nó có gì? À, chị mấy bộ dài tay quần dài áo crop top nó có hàng chưa? Chị có rồi, mấy bộ chị có rồi. Bé trai 17kg có size 17kg lấy bộ đây nè chị. Máy bay màu xám này 17kg cho tới là 25kg nha. Máy bay màu xám nha, 17kg tới 25kg cho em nè. Chị lấy bộ máy bay màu xám nha, 17kg tới 25kg nè chị đẹp. Máy bay màu xám 17kg tới 25kg cho em. Chị lấy bé trai đúng không chị Thiên Thánh Ngô, để lên cho bé trai có nhiều lắm. Rồi lên bộ đây comment bộ gì đây á. Bộ này comment thỏ tím. Thỏ tím là 25kg nha, cho tới là 38kg thỏ tím. 25 đến 38kg nha, rồi 85.000 thỏ tím. Mã thỏ tím 85k nha, 25kg nha, cho tới là 38kg cho em thỏ tím. Rồi 85k nha, thỏ tím 85k mà em. 25kg cho tới 38kg. 85k một xế cho em nha. Rồi lên bộ đây comment bộ gấu này, gấu cam. Mã gấu cam nha. Rồi mẹ gấu cam size bé từ 25kg cho tới là 38kg nha. Rồi là bộ gấu cam cho em hết, màu cam, gấu cam 25kg 38kg cho em nha. Rồi là bộ gấu cam này, gấu cam 25 đến 38kg nha, là gấu cam cho em. Rồi là bộ xe này, mã xe cho 10kg tới 17kg, bộ xe vàng 10-17kg nha, xe vàng chỉ mang 65.000. Size nhí là 65, còn size nhỡ là 75, còn size đại 85.000. Xe vàng 10kg tới 17kg nha. Xe vàng cho em mắc 10 đến 17kg mã xe vàng cho em. Bé trai đúng không? Bé trai mà hàng size đại để em lên mấy chị mấy bộ size đại dưới nha. Rồi lên bộ khủng long nha. Khủng long 10kg tới là 38kg khủng long. 10 đến 38kg nha. Khủng long này 65, 75, 85.000. Khủng long. Rồi 10kg 38kg nha. 38kg mệt vừa chị. 38kg mệt thoải mái. Rồi lên bộ khủng long 10kg 38kg nha, khủng long cho em 10 đến 38kg nha, 65, 75, 85.000 khủng long. Rồi lên bộ mèo này, mèo vàng 25kg nha, cho tới 38kg bộ mèo vàng cho em 85.000. 25kg 38kg nha, rồi lên bộ mèo vàng cho em 85k, mèo vàng 85k nha, 25kg 38kg bộ mèo vàng 85k. Rồi lên bộ xe xám 25kg tới 38kg bộ xe xám cho em 25 đến 38kg nha, rồi 85.000 xe xám. 25kg 38kg nhé, rồi xem bộ xe xám cho em, xe xám 85.000. Rồi lên bộ đây comment bộ xe này, mã xe 17kg tới 25kg nhé, 75.000. Bộ xe mấy chị bộ xe này, xe tím này này 17kg nhé, cho tới là 25kg bộ xe. Rồi lên bộ xe tím nhé, xe tím này 85.000, 75.000. Đây, chị đang nói con này, comment còn nói cho em nha. Rồi em lên bộ khác, bé gái 38kg mày thoải mái em. 38kg mày thoải mái cho em nha. Rồi đưa cái xếp cái đi bỏ. Rồi em lên bộ lạnh bé gái, bộ chữ này. Bộ đây bao nhiêu ta? Bộ đây bao nhiêu ta? 69-79k nha. Rồi lên bộ chữ nha, bộ chữ bé gái 10kg 35kg nha, 69-79k cho em hết, chữ màu hồng. Rồi lên bộ chữ hồng nha. Hàng đây hàng khung cô tông len. Hàng cô tông len chữ màu hồng cho em. Rồi lên bộ đây comment mã chữ đỏ 10kg tới là 35kg nha, 69-79k, hàng chắc là hàng phun cô tông lên nha. Rồi lên mã chữ hồng, chữ đỏ. Rồi có chữ màu nâu á, chữ nâu cho em, chữ nâu nha. 10kg nha, cho tới là 35kg màu nâu, màu hồng. Với em có màu đỏ, màu chữ nha, 69-79 nha. Rồi lên bộ nâu, bộ hồng, bộ đỏ cho em 69-79 nha. Siêu nhân này, chị đang có bộ siêu nhân ở đây. Chị Thanh Ngô chị lấy khủng long không? Chị lấy siêu nhân luôn nè. Khủng long em lấy bộ khủng long 30kg nha. Khủng long là cái mẫu đây. Rồi lên bộ đây siêu nhân nha.
25kg với 38kg bộ siêu nhân màu xanh này. Rồi 85k siêu nhân xanh. 25kg 38kg nha. Rồi lên mã siêu nhân cho em á, 85.000. Siêu nhân 85k mẹ em nha. 25kg với 38kg siêu nhân. Siêu nhân 85.000 cho em mã siêu nhân. À, ok chị đẹp cho em xíu. Cho em xíu. Rồi lên bộ đây Big Man này. À, siêu nhân đây comment là bộ gì? Superman này này. Rồi lên bộ người máy đi. Lên bộ người máy đi nha. Rồi lên bộ người máy xanh này. Size bé từ 25kg nha. Cho tới là 38kg người máy xanh cho em. Mã người máy xanh nha. Người máy mà. Người máy xanh cho em á. 85.000 người máy xanh. Rồi máy bay màu vàng. Máy bay vàng. Size bé từ 25kg cho tới là 38kg nha. Máy bay màu vàng cho em. 25-38kg. Máy bay màu vàng. Rồi 85k. Máy bay màu vàng 85k. Rồi lên bộ siêu nhân màu trắng này. Bộ đây 85-95.000. Siêu nhân trắng nha. Size bé là 10kg tới là 35kg nha. À, siêu nhân màu trắng cho em nha. 10-35kg nha. Rồi bộ đây 85.000. 95.000. Rồi 85-95k nha. Mã siêu nhân màu trắng nha. Siêu nhân trắng 85-95.000. 10kg tới 35kg nha em nha. Siêu nhân màu trắng nha. Rồi 85-95k. Siêu nhân trắng mềm. Bộ bé gái đúng không? Bé gái có mẫu đây thôi. Từ từ là bé gái có mẫu đây nha chị đẹp nha. À, máy bay 32kg chút chỗ hoa bỏ. Máy bay màu vàng đây. 32kg. Bé gái 38kg có chị nè em lên nãy giờ rồi đó. Màu vàng đây nha em. Lấy xanh lớn chị xíu. Đây em lấy bộ đây nha. Bộ đây của em bộ Mickey màu vàng. Ta bé 10kg tới là 40kg nha. Mickey màu vàng là bộ đây là máy bay màu vàng giúp chị Thiên Khánh Ngô bộ đó. Thiên Khánh Ngô bộ. Máy bay vàng chút kho bỏ bộ. Rồi lấy bộ Mickey nha. 10kg nha. Cho tới là 40kg nè. Mickey màu vàng cho em nha. 10-40kg nha. Bộ đây là 85-95 ngàn. Rồi Mickey em có thêm màu hồng, 10kg tới 40kg nha, Mickey màu hồng nha. Đẹp lắm đó chị. Mickey màu hồng, Mickey màu vàng cho em nha, 10kg tới 40kg cho em nha. À, chữ hồng 12kg chú chị Duyên Nguyễn, bộ chữ hồng bé gái 69-79 ngàn. Lên mấy bộ dài bé trai đi, ok chị Hoa vỏ cho em xíu lên lên cho. Đây là bộ Mickey em có thêm màu cam nha, Mickey màu cam nha. 10kg tới là 40kg, Mickey màu cam, màu hồng với màu vàng nha. Bộ đây cứ 85-95 ngàn, Mickey đang 40kg lại cho em. Đẹp lắm đó chị, hàng đem bao đẹp nha. Màu hồng, màu kem, màu vàng cho em 10kg nha. Đó, ok Bảo Linh nè. 10kg nha mấy chị đẹp nha. Rồi bao đẹp cho em ha. Mickey màu vàng. Màu vàng, màu hồng với màu kem nha. 10kg nha, cho tới là 40kg cho em. Rồi bộ đen cứ 85-95 ngàn một xếp cho em. 85-95k mẹ em nha. Rồi Mickey màu vàng, màu kem, màu hồng cho em 3 màu. Ok Bảo Linh nha, kiểm tra đơn của Bảo Linh chị. Rồi em lắp tiếp bộ bé gái, bé trai, bé gái lên lộn xộn xíu nha mấy chị đẹp nha. Đây là bộ xe xanh này, bộ xe xanh cho em nha. 10kg nha, bỏ từ 25kg nha. Xe xanh là từ 25kg tới là 25kg 38kg nha. À chiếc bé trai em chưa về hàng chị đẹp. Chiếc bé trai em chưa về hàng nha. Rồi là bộ xe xanh này từ 25kg cho tới là 38kg nha. 85.000 bộ xe xanh 85.000 cho em. Mã xe xanh 85k. Rồi em lên bộ đây comment bộ nha. Con sư tử nha. Mickey màu vàng em chúc chị Như Nguyễn. Mickey màu vàng cho em. Đây con mày comment con sư tử này, con cọp nha. Con cọp nha. Con cọp có bé gái, chị có bé gái nha. Con cọp size bé từ 25kg nha cho tới 38kg. Con cọp, cọp nâu. Và bộ đây 85.000, cọp nâu 85k. Đây comment này khủng long, khủng long đỏ. Khủng long màu đỏ 25kg nha cho tới là 38kg khủng long màu đỏ cho em. 25kg 38kg khủng long đỏ. Rồi 85.000 khủng long màu đỏ 85k em nha. À, đồ làm bé trai cho em xíu, em lên xem kỹ cho em xíu nha. Rồi lên bộ đây, người máy nè. Người máy nha, size bé từ 25kg cho tới là 38kg. Bộ người máy cho em. 25kg 38kg nha, bộ người máy nha. Thỏ đó là gì vậy? Thỏ là hàng thun cô tông. Hàng thun cô tông hàng đẹp lắm. Hàng thun cô tông chính phẩm nha, chị đẹp nha. Rồi lên bộ siêu nhân này, 25kg tới 38kg. Bộ siêu nhân cho em, 25-38kg nha, rồi 85.000. Siêu nhân, 25-38kg, rồi 85k, mã siêu nhân dùm em. Ở là bộ xe 8 25kg nha. Mickey màu cam 40kg 12kg em chốt chị ạ. Đồng Miner Mickey màu cam. Đây là bộ xe 8 25kg nha. Cho tới là 38kg xe. Rồi là bộ xe 8 25-38kg nha. Rồi 85.000 xe đại 85k. Đây là bộ mèo này. Mèo vàng 25kg nha. Cho tới là 38kg bộ mèo vàng 85.000. 25kg 38kg nha. Bộ mèo vàng 85k. 25-38kg nha. Mã mèo vàng trên 85.000 cho em. Đây là bộ đây comment ngon.
Đây, ok dành chồng mình. Rồi làm bầu đai bao nha. Thỏ, thỏ tím 25kg nha. Cho tới 38 cái thỏ tím. 25 đến 38 cái xem nha. Thỏ tím, rồi 85.000, size đại đó, 85k. Rồi tiếp tục em làm mẫu nữa nè. Elsa, bộ Elsa 10kg nha, cho tới là 20kg bộ Elsa nè. Rồi 75k, Elsa 10kg tới 20kg nha, Elsa 175.000. Elsa 75k nha, 10kg tới 20kg Elsa 75k. Rồi làm bộ hoa hồng. Bộ hoa hồng, bộ hoa nó có cái đồ dày phía trước nha. Màu hồng cho 10kg 35kg. Rồi bộ đây là bao nhiêu ta? Bộ đây nha. Rồi 85-95k nha. Rồi làm bộ hoa hồng cho em 85-95 nha, 10kg nha, cho tới là 35kg. Hoa hồng cho em mấy chị, bộ hoa hồng cho em 10kg 35kg nha, 85-95 ngàn hoa hồng. Rồi mẫu đây có hoa màu vàng. Hoa màu vàng phía trước có đôi giày nha. Màu vàng size của bé là từ 22kg 35kg nha. Hoa vàng 22kg 35kg nha. Mã hoa vàng cho em 22kg hoa là 22kg 35kg nha. Hoa vàng cho em. Rồi 85-95k dùm em nha. Còn số mấy? Mickey màu cam em hút 40kg. Còn cặp mẫu nào không? Còn cặp mẫu nào lấy chị một cặp. Rồi lấy màu đó đi. Không còn cặp nào luôn hả? Lấy cắt màu nữa. Chị chồng Minh ơi, em lấy khác màu được không? Còn cái bộ nào 40kg không? Màu vàng. Rồi chị chồng Minh ơi, chúc mình được có một bộ anh chị nha. Lấy cặp không có size chị. Lấy cặp không có size nha. À, em còn mẫu đây nè. À, người máy có 36kg không? Dạ có, người máy có 36kg nha. Bộ người máy bé trai có 36kg em thôi. À, chị chồng Minh ơi, à, bộ Mickey em hết 40kg thì đẹp ba nha. Hết sạch 40kg rồi. Lấy màu khác cho em được không? Để lên cái màu khác cho. Chị lấy một bộ 12kg thôi nha. Em chốt chị được bộ 12kg thôi. Rồi lên bộ mèo nha, 69-79 nha. Mèo đỏ 10kg 35kg bộ mèo đỏ 69-79 nha. Rồi lên bộ mèo đỏ 69-79 nha. Mèo đỏ. Rồi lên bộ mèo màu hồng. Mèo hồng nha, 69-79 nha. Mèo hồng, mèo đỏ, mèo vàng có 3 màu nha. Bộ mèo cho em hết xanh nhí xa đài 69-79 nha. Rồi lên bộ mèo màu vàng. Mã mèo vàng nha. Hoa hồng 22kg em chúc chị Duyên My. Ok chị Duyên My, bộ hoa hồng có đôi giày phía dưới. Rồi là một mèo vàng mấy chị 10kg cho tới là 25kg, 10kg 35kg nhé. Mèo vàng với mèo hồng, mèo đỏ, ba màu bộ ra đẹp lắm. 69-79k một set em nha. Chắc em bao đẹp yên tâm mấy chị. Hàng em thật sự là bao chắc mấy chị luôn ha. Hàng không cô tâm chính phẩm hết toàn bộ cho em. Rồi là một mèo vàng với mèo hồng, mèo đỏ trên ba màu. 10kg 35kg nha. Không cô tâm chính phẩm hết toàn bộ cho em. Hình con mèo rất là xinh luôn nè. Mà giá rất là rẻ, 69-79 ngàn bộ cho em, 3 màu đó. Hàng em mới về còn đủ size. Chị nào lấy cặp thì lấy size cho em nha. Lấy cặp để chọn màu cho em nha. À, lên bộ mèo mấy chị mã mèo. À, màu vàng, mèo vàng, mèo hồng, mèo đỏ cho em. Đây này chị nào lấy bộ đây này, bộ đây có size bé mình này nha. Chị chồng Miner 37kg thì lấy cái hàng này mới có size này. Chị lấy cái dòng đây nè, 85-95-105 ngàn. Bộ đây có size của bé từ 13kg đấy. Chị lấy cái dòng này có size bé nha. Mickey màu đỏ này 50kg lại cho. Mickey màu đỏ cho em. Cái này có 50kg lại cho em nha. Chút cặp thì chị lấy cái dòng này dùm em. Chị lấy cặp đây là cặp màu. Để coi cặp đây có size bé chị nha. Đây chị còn chút cặp Mickey màu hồng đi, 12kg nha. Và tới 50kg này. Mickey màu hồng là size nhí xe lại xe cô là 85-95-105 ngàn cho em. Chị lấy mấy cái màu hồng đi, có size bí mình nha. 12kg cho tới là 50kg đó. 12-50kg cho em nha. Cái đâu vậy? Chưa đang nghỉ nữa ha. Tranh thủ với chị nhân mơn hàng ngày hôm nay cố nghỉ nữa. Rồi mấy cái màu hồng mấy chị em, mấy cái màu hồng gì em. Cái này có size của bé từ 12kg nha, cho tới 50kg nha. 85-95-105 ngàn cho em. Mấy cái màu hồng nhí đại cô cho em nha. Đó. Rồi 85-95-105 ngàn cho em. Mấy cái màu hồng nha. Mấy cái hồng này 50kg lại dùm em, 3 dòng size. Rồi mấy cái màu vàng nha. Hàng này hàng của công ty, hàng xuống lắm, chắc này bao đẹp luôn á. Mấy cái màu hồng, mấy cái màu vàng, mấy cái màu xanh, mấy cái màu đỏ cho em, 3 màu 4 màu 12kg nha, cho tới là 50kg. Mặc đẹp lắm. Nhí đại cồ của 85-95-105 ngàn. Rồi mấy chị lấy cặp thì lấy mấy mẫu đây dùm em. Cái còn cái kia là hàng lẻ size hết toàn bộ, mà 40kg là hàng lỡ cỡ lắm.
À mấy kem nó thêm màu bạc, màu đỏ nha, mấy kem màu đỏ cho em 12 kg cho tới là 50 kg cho em nha. Rồi 85 95 105 ngàn thì chị lấy Bisama thì em có cặp đó, Bisama thì có cặp 45 kg. Đây là một Bisama nó đẹp nè. 85k một xíu nha, thỏ hồng. À, 16 kg tới 32 kg nha, thỏ hồng. 16 kg 32 kg cho em nha. Mã thỏ hồng cho Bisama mới về hàng, 85k nha, có ren nè. 16 kg nha cho tới là 32 kg nha, mã thỏ hồng cho em, thỏ hồng. Đây là một bướm trắng nha, bướm trắng. À, 16 kg tới 32 kg nha, bướm trắng 85k, thỏ hồng bướm trắng cho em nha. À, bướm trắng. Ok nè. Rồi 10 kg cho tới 32 kg, thỏ hồng bướm trắng tập 85 ngàn một xíu nha, thỏ hồng bướm trắng. Rồi lấy cái là ngôi sao, mã ngôi sao cho em. 18 kg nhé, cho tới là 32 kg nhé, ngôi sao cho em, có riêng nó toàn bộ cho em. Rồi là bộ ngôi sao 85k. Rồi là bộ màu xanh nha, màu xanh này 16 kg cho tới 32 kg màu xanh dùm em, xanh. Rồi 85k một xíu cho em nha. Rồi lấy xanh dùm em, bộ xanh dùm em, xanh. Đây là một bướm màu hồng, bướm hồng 16 kg tới là 38, 32 kg đó. Rồi lên một bướm hồng cho em á. Rồi 65 ngàn, 85 ngàn một tiếng nha. Bướm màu hồng cho em. Rồi nha, em nghỉ like mấy chị đẹp nha. Bây giờ em up like. Tối mới like lại, à tối nay em nghỉ like bữa nha. Tối nay em nghỉ like bữa nghe. Trưa mai like lại mấy chị, sáng mai like lại. Sáng mai bữa nay em like thời gian like là 9 giờ sáng đã like rồi mấy chị nha. Em like là buổi sáng là 9 giờ sáng cho tới là 2 giờ chiều. Từ 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều cho em nha. Và buổi tối em like từ 8 giờ cho tới là 11 giờ đêm nha. Mấy chị đã canh theo dõi like cho em nha. Đây là bộ, đây comment bộ mèo hồng, size của bé từ 10kg tới 35kg, bộ mèo hồng cho em. Chắc là hàng phun cô tâm chính phẩm là 85-95k nha. Mã mèo hồng phun cô tâm chính phẩm này chắc đẹp lắm. Về mặt cờ xuống lắm mấy chị ạ. Rồi 85-95k bộ mèo hồng 10kg nha, cho tới là 35kg nha. Mã mèo hồng hàng theo hết từ 1. Bây giờ chị hàng theo hết nè. Mã phung là phung là hàng phung cô tâm chính phẩm cho em nha. Mèo hồng size bé 10kg nha, cho tới là 35kg nha. 10-35kg bộ mèo hồng cho em á, 85-95k. Rồi em xin phép mấy chị yêu đàm nghỉ nha. Rồi mấy chị để ý nghe điện thoại cho em chút đơn nha. Rồi em chào cả nhà.